Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật mang đến câu chuyện của tuần này mọi người nhé. Dạ, em chào chị. Dạ, một giọng nói rất là dễ thương. Năm nay là mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 23 tuổi. Vậy thì cái câu chuyện mà em chuẩn bị chia sẻ với mọi người ở đây, nó sẽ có thể là chuyện rơi vào nhóm vấn đề nào ta? Tuổi thơ của em á, thì nó có gặp một cái chuyện mà nó ảnh hưởng tới tinh thần của em rất là nhiều. Có nghĩa là chuyện cũ. Dạ. Vậy thì mình bắt đầu quay trở lại với câu chuyện đó đi. Năm đấy là em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm đó là em chuẩn bị lên lớp 6. 11, 12 tuổi. Dạ, đúng rồi chị. Ba mẹ em ly hôn lúc em còn nhỏ. Là lúc đó tầm học lớp 2. Từ lúc mà ly hôn xong thì em ở với mẹ. Thì mẹ em mở tiệm tạp hóa bán á. Thì em cũng phụ mẹ, ví dụ như là lấy hàng cho khách hoặc là tính tiền, thối tiền. Thì năm đó là em nghỉ hè lớp 5 là chuẩn bị lên lớp 6. Ở gần nhà em thì có một cái xưởng may. Thì có mấy anh công nhân ở đó, nói chung là đa số là con trai á, cũng hay qua nhà em mua đồ. Đó thì mấy anh cũng khen em dễ thương á. Thì lúc đó em còn nhỏ, em nghĩ là mấy cái câu khen kiểu chọc ghẹo vui vẻ thôi. Thì em không nghĩ là trong những cái anh đó thì lại có một cái anh đó là để ý em nhiều đó như vậy. Hôm đó là mẹ em mới đi lấy hàng. Mẹ em kêu là con ở nhà coi đồ cho mẹ nha. Trong những cái người mà ở xưởng đó thì cái anh đó là có qua mua đồ. Qua mua đồ thì anh thấy em á, thấy em ở nhà một mình. Anh hỏi là ủa mẹ em đâu rồi? Cái em mới nói là mẹ em đi lấy hàng rồi, xíu nữa mẹ em mới về. Cái ảnh kêu là lấy cho anh cái này cái kia đi. Cái ảnh cũng kêu em lấy tùm lum hết á. Thì cái em lấy cho ảnh xong, cái ảnh kêu em ra nói chuyện. Em kêu là ủa nói chuyện gì vậy anh, em lấy hàng xong rồi nè, em tính tiền cho anh luôn nha. Anh kêu là ra đây anh nói chuyện một xíu. Xong rồi cái em lúc đó em con nít mà em cũng đâu biết gì đâu. Cái ảnh kêu em đi ra đằng sau nhà. Xong rồi cái lúc mà ảnh kêu em đi ra đằng sau nhà đó thì em cũng sợ, cũng không dám đi. Tại vì em phải coi nhà nữa, nhưng mà con nít thì mình cũng tò mò với mình không biết người ta kêu mình ra làm gì á. Thì em cũng ra. Xong rồi cái lúc đó ảnh tự nhiên ảnh ôm chầm lấy em luôn, cũng tiếng xe mẹ em gần về á. Cái xong rồi ảnh bỏ ảnh đi. Xong rồi em thấy mẹ em đó, em sợ quá, em không biết phải nói với mẹ như thế nào hết. Em mới kêu là mẹ ơi, mẹ coi cửa hàng giúp con nha, con đi vô nhà vệ sinh một xíu. Cái em vô nhà vệ sinh cái em khóc quá trời luôn. Cái lúc tối em không ngủ được, rồi sợ lỡ mà ảnh hưởng sức khỏe hay bị cái gì đó rồi sao ta, mà không dám nói với mẹ, cũng không dám đi khám gì hết. Qua sáng hôm sau cái em thấy ở dưới là nó bị chảy máu. Mẹ ơi, ở dưới nó bị chảy máu là mình dậy thì hả mẹ, mình tới tháng hả mẹ? Sao mẹ kêu là con lấy băng vệ sinh con mang vô thử đi, coi nó có nhiều hay không. Cái em cũng lấy em mang vô. Cái em thấy nó cũng nhiều, cái em nghĩ là thôi chắc tới tháng thôi, chắc không sao. Xong em bắt đầu em thấy là ngực em mà cũng mọi thứ nó phát triển á, kiểu nó có phản ứng á. Sau em kêu là mẹ ơi sao con tức ngực quá, hay mẹ chở con đi bệnh viện đi, tự nhiên cơ thể con nó thay đổi á. Cái mẹ em cũng thấy vậy, mẹ em cũng lo, mẹ em cũng chở em đi. Thì khám tổng quát này kia xong á thì bác sĩ kêu là không sao hết, nó đang phát triển dậy thì á nên là không sao đâu, cứ về nhà sinh hoạt bình thường thôi. Kế qua em cũng đỡ lo, nhưng mà kể từ cái hôm đó xong mà em cũng không có thấy anh đó nữa. Nó giống như là một cái tổn thương tâm lý á, là cho tới sau này luôn, là em đi học á thì em cũng ngại tiếp xúc với lại mấy bạn nam luôn. Mà em quen ai á là em cũng sợ lắm, kiểu như là nắm tay rồi thân thiết quá mức là em không có cảm nhận được á, kiểu đụng tiếp xúc mà quá mức á là em sợ á, em cứ thu mình lại như vậy á. Thì trong những cái mối quan hệ của em á là em cũng bị nói, em cũng bị nói là ủa anh làm gì em đâu mà sao em tỏ thái độ phản ứng thái quá vậy. Thì em cũng quen tìm hiểu hai ba bạn thì hai ba bạn đều nói như vậy á. Cho tới bây giờ là em hai mấy tuổi luôn mà em cũng chưa thật sự dám nói với mẹ về cái chuyện hồi xưa. Và lúc này em nghĩ lại á
em cũng không biết là nếu mà đặt mình trong cái hoàn cảnh đó một lần nữa thì em nên làm gì. Ngày hôm đó khi mà mẹ em về á, thì mẹ em có thấy được cái bất thường nào đó của em không? Tại vì em cũng giấu á chị, em nên không biết. Dạ. Và cái ngày hôm sau là cái ngày đầu tiên nó đánh dấu cái việc là mình có dấu hiệu dậy thì về mặt nội tiết, tức là mình có kinh nguyệt, mình thấy kinh nguyệt. Dạ. Lúc đấy em hỏi mẹ là đây là mình dậy thì hả? Nhưng mà thực ra là cái tâm trạng của em lúc đó là em có sợ hãi khi mà thấy cái việc là mình bị chảy máu không? Dạ sợ. Em có nghĩ đó là do cái câu chuyện của ngày hôm qua không? Dạ có. Lúc đó em cũng sợ là do nó bị tổn thương hay bị gì đó. Vậy thì cái sự tiếp xúc giữa ảnh với em đó có nghĩa là mình cũng đã bị ảnh cởi đồ rồi. Dạ. Và cũng đã xâm lấn rồi luôn. Dạ. Vậy thì khi mà em sợ, có nghĩa là cái việc mà tối hôm đó em ngủ không có được á, là nó liên quan đến cái việc là, dĩ nhiên là những cái câu hỏi đặt ra là sức khỏe của mình có bị gì không ta. Đó là câu hỏi của một cô gái trưởng thành, của một cái cô Linh 23 tuổi, cái em bé 11 tuổi ngày xưa á. Thực ra em bé đó nghĩ cái gì? Thật sự lúc đó là em cũng sợ. Cái thứ nhất là em sợ là em chỉ sợ liệu mai ảnh có quay lại không? Ảnh có tiếp tục làm như vậy với mình đó em không? Em sợ gặp cái người đó. Dạ đúng rồi chị. Rồi em sợ là nếu mà mẹ em phát hiện rồi mẹ em có la em không? Kiểu như là cái tâm lý của em lúc đó là sợ mọi thứ luôn á, nghĩ đủ thứ hết. Em có sợ mình có em bé giống như những cái lời đồn đại đồ của mọi người không? Dạ có, em cũng rất là sợ luôn. Cái cô bé 11, 12 tuổi nghĩ tới đó thôi, chứ chưa nghĩ tới cái chuyện là có ảnh hưởng gì tới sức khỏe mình không ta, hoặc là như thế nào. Mà đầu tiên rằng đó là một kẻ nguy hiểm. Cái nỗi sợ của em là sợ con người, vì em đang vừa mới ra khỏi một tình huống nguy hiểm. Thế thì bình thường á, mẹ em đối xử với em như thế nào? Để rồi tối hôm đó trong cái nỗi sợ đó mình lại nghĩ rằng là nếu mình kể cho mẹ nghe thì mẹ có la mắng mình không? Dạ thì lúc mà ba mẹ em ly hôn á, ba mẹ em là cũng có kiểu bạo lực gia đình á, là ba em cũng có đánh đập mẹ em rồi chửi mẹ em rất là nhiều. Rồi mẹ em thì là một người mà sợ người ngoài nói này nói kia á. Trong mắt mẹ em á, là em luôn là phải cố gắng là phải học thật giỏi, rồi phải trở nên chăm ngoan, rồi cũng không có được yêu đương gì đâu. Còn những chuyện á mà không vừa ý mẹ á, kiểu mẹ cũng sẽ đánh em, cũng sẽ la em rất là nhiều. Nghĩa là mình đã trưởng thành trong một cái bối cảnh mà mình luôn thấy là những cái nỗi giận hờn của mẹ, những cái điều không hài lòng của mẹ nó sẽ biến thành những cái trận đòn. Và cái thứ hai là mẹ luôn bị ám ảnh về một cái chuyện, đó là làm sao đừng để người ta cười, làm sao đừng để người ta nói này nói kia. Và đối với mẹ em, nói này nói kia nó sẽ liên quan đến cái chuyện là hành vi tử tế, phẩm hạnh, đồ trinh tiết, đồ của phụ nữ. Dạ đúng rồi chị. Và em tự thấy luôn nếu chuyện này mà mẹ biết thì mình là người có lỗi. Dạ. Và em quyết định giấu. Và cái nỗi sợ hãi khủng khiếp đó là cái người mà gây ra nguy hiểm cho mình có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Dạ. Mà mình không dám nói gì hết. Qua những ngày sau thì em có sợ những cái lúc mà mẹ kêu em là coi cửa hàng một mình không? Thì lúc trước là em vô tư, em không nghĩ gì đâu. Nhưng mà sau cái chuyện đó xong á thì em sợ là người ta sẽ quay lại làm như vậy. Rồi lỡ mà không phải người đó mà người khác nữa thì sao? Cho nên là kiểu em cũng rất là lo lắng á. Lúc nào cũng kêu là thôi mẹ đi nhanh nhanh rồi mẹ về nha. Hoặc là những lúc như vậy á thì em sẽ kêu bạn qua chơi. Có khi nào vì lúng túng em không có muốn ở nhà một mình và mẹ đề nghị em ở nhà một mình để coi cửa hàng, thì em thể hiện một cái vẻ mặt kiểu cũng không có sẵn sàng, sợ hãi, nhưng mà mẹ em sẽ phiên dịch cái biểu cảm đó của em thành ra một cái dạng là không hợp tác, không hỗ trợ, không có biết giúp đỡ mẹ, và mình lại bị mẹ mắng chưa? Dạ có chị. Có những lúc á mà mẹ cũng nhờ em á bán hàng rồi em cũng không chịu á, kiểu như là em không muốn ở nhà một mình rồi không muốn trông hàng cho mẹ á. Thì mẹ cũng kêu là sao con không nghe lời, rồi con khó chịu, con thay đổi với mẹ vậy, con không giúp đỡ mẹ. Cái xong mà những lúc về mẹ cũng đánh em nữa. Đánh luôn? Dạ. Câu chuyện này ngày hôm nay em kể ở đây, thì thực ra trước khi mà em kể ở đây thì em đã kể cho một ai đó nghe chưa? Em chưa, thật sự em không dám kể luôn á chị. Tức là một câu chuyện mà mình không thể nói với ai cả. Dạ.
Cái người yêu đầu tiên của em là năm em bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó là em học lớp 12, cuối năm lớp 12 lên đại học á chị. Các bạn quen nhau được bao lâu? Dạ, tụi em quen tìm hiểu được một năm. Đã bao giờ trong một năm đó em nghĩ rằng là em sẽ kể cái điều này cho người yêu của mình nghe không? Có những lúc mà em cũng muốn kể lắm, nhưng mà em cũng lại sợ. Em sợ là người ta sẽ nói là em không biết giữ mình, rồi nói là em con gái kiểu như là mất đi cái sự chinh tiết rồi trong trắng rồi á, nên là em cũng không dám nói. Và em quyết định im lặng. Dạ. Rồi đến người yêu kế tiếp thì sao? Dạ, đến người yêu kế tiếp thì em cũng vẫn giữ cái suy nghĩ đó, em cũng không dám nói. Rồi sau đó thì ảnh cũng thấy cái biểu hiện của em á, kiểu như là ngại tiếp xúc hoặc là tiếp xúc quá mức á, em khó chịu á, thì ảnh cũng nói là em không có tôn trọng ảnh đó, cho nên là cũng xích mích với nhau. Rồi có duy trì được không hay là chia tay luôn rồi? Dạ cũng chia tay luôn. Em có nghĩ rằng là thực ra vốn hai cái mối quan hệ trước đó là vì mình cũng không phải là yêu hai bạn ấy không? Thật sự thì để mà nói là em phải yêu, phải có cảm xúc thì em mới quen được. Nhưng mà do em không có thể nào mà kiểu tiếp xúc thân mật quá thì bản thân em nó tự sinh ra cái cảm giác là khó chịu quá. Thực ra cái chuyện ngày hôm nay em ngồi đây em kể, mặc dù là em đã chọn cái cách đó là ẩn mình với camera rồi, nhưng cũng là một lần mình bày biện cái câu chuyện này ra để mình có thể thấy được cái chuyện gì nó đã xảy ra với mình trong quá khứ, cũng là một cái cách để em có thể vượt qua nó. Nếu như mà đúng như em nói là em chưa bao giờ có thể kể chuyện này cho ai nghe được, thì điều đó nó giống như một cái ung nhọt á. Không biết các bạn có trải nghiệm cái này chưa, đó là cái việc mình có một cái mụn nhưng mà mình không có nặn nó ra được, cái sau đó nó bị chai, xong nó ẩn ở dưới da, cái nó cứ cộm vậy hoài luôn. Thì cái câu chuyện của em nó sẽ là như thế nếu như mình quyết định là mình không có đối diện với nó. Đối diện thì có nhiều cách, có khi tôi tự mình tôi đối diện thôi, bằng cách là tôi viết nó ra ở một cái nơi chỉ có một mình tôi đọc, hoặc là tôi tìm một cái cách nào đó để tôi được nhìn lại nó về trong tâm tưởng của mình thôi, để mình có thể đủ cái sự dũng cảm để chấp nhận rằng đây là một điều đã diễn ra trong quá khứ và nó là cái chuyện của quá khứ. Cũng có khi người ta chọn cái cách là kể cho một ai đó nghe, có thể là người xa lạ, có thể là một người rất là thân, để người ta biết rằng là mình không có một mình ôm lấy nó. Thì ngày hôm nay là một trong những cách và em đã chọn. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ vậy nè, là em phải bước được cái bước kế tiếp, là em có xác định rằng là đây là chuyện đã xảy ra rồi. Mà chuyện xảy ra rồi thì tức là chúng ta không thay đổi được, và mình sẽ coi nó như những cái trải nghiệm khác trong quá khứ của mình, mà theo kiểu không có vui vẻ gì, không có như ý. Ví dụ có những lần bị mẹ đánh, trong cái kiểu của mẹ em thì chị cũng hình dung là cũng có những khi mẹ em nặng lời và rất là tổn thương em bằng từ ngữ. Thì đó cũng là chuyện đã diễn ra rồi, nghĩa là em phải trả cái câu chuyện này nó về một cái chỗ mà mình định nghĩa nó một cách rất đơn giản. Mình định nghĩa nó đơn giản chứ chuyện này không có nghĩa là nó đơn giản nha. Nhưng mà từ phía mình nè, là mình phải mặc cho nó một cái áo, mình phải xếp được cho nó một cái ngăn bình thường thôi. Mình không định nghĩa nó là một cái chuyện mà nó thuộc về sự thiệt thòi, hoặc em không nhìn nó như một cái vết thương mà nó cứ bị hở miệng hoài, đến bây giờ không có thuốc nào chữa trị được. Và em mặc định rằng là người tôi là có vết thương nha, đừng ai chạm vô hết. Thì em đã bao giờ thực hành cái chuyện này chưa? Hay em vẫn luôn nghĩ về nó với một cái sự dằn vặt ở trong lòng, là mình là một cái đứa không ra gì, mình bị trải qua một cái chuyện mà không bao giờ sửa đổi được, cái chuyện này sẽ là cái chuyện mà nó sẽ phá hủy tương lai của mình, là sao em vẫn không có kể nó lại được, mặc dù em gọi nó là chuyện quá khứ được rồi đó, nhưng mà để có thể sẵn sàng kể lại nó hoặc mô tả lại nó, em vẫn thấy nó không có ổn. Dạ. Vậy thì phải trả lời câu này trước nè, có nhất thiết phải kể không? Dạ, không cần. Cũng chưa chắc. Khi trả lời câu này thì em sẽ nhận ra là có thể cần, có thể không. Vậy thì khi nào cần, trả lời tiếp. Còn nếu như mà không cần kể thì thôi, là chuyện nó quá dễ dàng rồi. Nhưng mà thực ra đáp án nó sẽ là em sẽ không có dễ dàng trả lời được ngay cái câu đó là vậy thôi, không cần kể đâu. Ủa, nó là một tổn thương của tôi mà, nó là một cái điều tạo nên sự yếu thế về tâm lý của tôi mà, tôi là người bị hại mà, đúng không? Và tôi vẫn muốn ai đó hiểu được mình về cái chuyện này. Thực ra em vẫn bị ám ức cái chuyện này là vì cái gì? Là vì em đã bị cô đơn khi em trải qua điều này. Cái cô đơn khủng khiếp nhất đó là cái cô đơn với gia đình của em.
Cái cô đơn khủng khiếp nhất đó là cái cô đơn với gia đình của em. Nên em vẫn phải ghim lại là bây giờ mình sẽ kể như thế nào. Tại vì cái nhu cầu được kể và được nghe em chưa có được thỏa mãn. Nghĩa là cái tổn thương thật sự của em là cái tổn thương về sự cô đơn và về sự một mình khi đối diện với tình huống nguy hiểm. Có những mối quan hệ đâu cần thiết phải kể đâu, thậm chí là người yêu luôn. Em cứ coi như một lần em chạy xe đạp, mà cũng chắc gì em đã bị mất đâu. Cái chữ trinh tiết nó không được hiểu hoàn toàn theo nghĩa đen rằng nó là một cái màn trên cơ thể người phụ nữ. Cái chữ trinh tiết nó nằm ở hành vi của em nè, nó nằm ở lối suy nghĩ của em, nó nằm ở cái sự chín chắn của em khi em thiết lập một cái mối quan hệ khác giới với một ai đó. Khi nào mà em tự tháo gỡ những cái chuyện đó đi thì tự nhiên em thấy là ôi kể cũng được, không kể không sao. Nhưng với mẹ là một vấn đề. Em có nghĩ là em cần kể cho mẹ nghe không? Em nghĩ là chắc là không. Vì sao? Bây giờ em cũng lớn rồi, có thể làm chủ cuộc sống. Và cái chuyện đó là cái chuyện quá khứ. Nếu mà mẹ biết thì nó cũng không giải quyết được cái gì hết. Cái ám ảnh nó đi với em đến thời điểm này là bởi vì em đã một mình đối diện với nguy hiểm. Nếu bây giờ mình kể cho mẹ nghe, không phải để mẹ đi giải quyết chuyện đó cho em. Mục tiêu của cái việc mà em kể cho mẹ nghe, nó là cái việc mà em được tháo gỡ, em được yên tâm rằng mình không có một mình. Tuy nhiên, nó sẽ liên quan đến mối quan hệ của em với mẹ hiện giờ. Thực ra có tốt không? Em với mẹ cũng rất là ít chia sẻ với nhau á. Từ nhỏ thì đã không có chia sẻ nhiều rồi á. Nên bây giờ em lớn rồi, em cũng tự đi làm rồi, cũng chuẩn bị ở riêng nên cũng rất là ít chia sẻ nói chuyện. Hiện giờ thì em vẫn đang ở chung với mẹ đúng không? Dạ. Em có nghĩ là mẹ cũng rất muốn biết? Hồi xưa thì có những lúc em muốn chia sẻ với mẹ á, nhưng mà mẹ nói với em là mẹ đi làm nhiều rồi, rất là áp lực, rất là mệt mỏi rồi, nên mẹ không có muốn nghe thêm những cái chuyện không tốt, không hay nữa. Nó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của mẹ em, nên là em cũng không dám kể. Em sợ mẹ em lại nghĩ những điều tiêu cực á chị. Tức là từ xưa đến giờ thực ra em cũng gần như không tâm sự với mẹ nhiều, vì sợ mình không đúng, mình lại bị la. Rồi khi mình lớn lên mình biết chuyện đó là mình không có sai đâu thì mẹ lại không muốn nghe. Chị thì chị nghĩ là không có người mẹ nào không muốn nghe con hết á. Có điều là ở trong vai trò của mẹ em, có thể mẹ em lại nghĩ khác thôi. Mẹ em lại nghĩ đó là cái cách để mẹ em tập trung kiếm tiền lo cho em. Mẹ em lại nghĩ rằng là có chuyện gì chắc chắn em sẽ kể cho mẹ nghe, cho nên mẹ không cần phải cố gắng để kết nối với em làm gì. Nhưng em có nghĩ là mẹ em cũng là một người phụ nữ rất cô đơn không? Dạ có. Theo em thì mẹ có thích được nghe em nói chuyện không? Bây giờ nè. Bây giờ thì mẹ em cũng cởi mở hơn, cũng dễ nói chuyện hơn. Nhưng mà do một phần là bây giờ thì mẹ em cũng lớn tuổi rồi, nếu như mà em nói những cái điều không vui á thì em lại sợ là mẹ suy nghĩ nhiều. Cái quan trọng là nếu bây giờ mình quyết định kể với mẹ nha, thì mình sẽ quyết định chọn cái cách kể như thế nào. Kể như thế nào để mẹ hiểu về những gì đã diễn ra với mình. Và hai người phụ nữ xác định với nhau được một chuyện là mình không cô đơn trên đời này, vì em có mẹ và mẹ có em. Không phải kể để trách mẹ. Nhưng mà liệu em kể ra rồi mẹ em có suy nghĩ tiêu cực không chị? Cái điều này nó liên quan hoàn toàn đến cái cách em kể. Nếu em kể trong nước mắt giàn giụa và em kể trong nỗi ấm ức, em kể trong một cái tâm trạng rằng là tại nó mà bây giờ cuộc đời con bi kịch, thì mẹ em sẽ day dứt cả đời. Bà day dứt đấy và bà rất khổ bởi vì bà đâu có giải quyết được chuyện này đâu, nên bà chỉ có thể day dứt thôi. Nhưng nếu như em kể với mẹ trong một tâm thế là ồ mẹ biết vì sao hồi đó có những lúc con không có muốn coi cửa hàng một mình không? Em kể trong tâm thế là thực ra trên đời này có nhiều chuyện nó nguy hiểm lắm á mẹ, cho nên con rút kinh nghiệm rồi sau này là con sẽ biết cái cách để phòng thân. Em sẽ kể trong một cái trạng thái là có những cái người á mà nhìn như vậy chứ không phải là như vậy đâu. Có nghĩa là mình kể dựa trên cái việc là con đã trưởng thành như thế nào. Từ cái việc đó thì chị tin rằng cái sự day dứt của mẹ em nó sẽ bớt đi. Bà vẫn sẽ buồn, nhưng mà cái điều quan trọng là sau đó bà sẽ có được cái tia hy vọng, bà vẫn sẽ có được sự phấn chấn, bởi vì bà nhìn ra được cái sự trưởng thành của em. Nếu có thể nha, thì hãy chọn cái lúc để kể cho mẹ nghe. Nếu như em tìm đến đây với một câu hỏi là làm sao để em có thể vượt qua nó một cách bình thường, mặc dù bây giờ em đã hiểu nó là chuyện của quá khứ rồi,
thì đó là bài tập mà em sẽ thực hành. Câu hỏi cuối cùng, nếu chuyện này nó lặp lại nữa thì sao? Thứ nhất, hiện giờ trong sinh hoạt bình thường có khi nào em chọn cái cách là đi một mình vào một cái nơi rất vắng hoặc là vào một cái buổi rất khuya chưa? Dạ thì có những hôm mà em đi làm về trễ cỡ 11, 12 giờ thì em cũng phải đi một mình trên đường, thì những lúc đó rất là vắng thì em cố gắng em chạy thiệt là nhanh thôi. Có những lúc thì em cũng có nhờ bạn đi chung đó, nhưng mà không có ai mà có thể đi theo mình hoài được. Vậy thì em có nghĩ tới cái cách đó là mình sẽ làm việc để kết thúc cái giờ làm việc của mình nó sớm hơn 11 giờ không? Dạ có. Nhưng mà đôi khi thì những cái hôm mà nó lỡ thì mình cũng đành chịu thôi. Ý của chị ở đây là có những công việc mà mình hoàn toàn kết thúc vào lúc 6 giờ chiều á, thì có lỡ lắm cũng đến 9 giờ đêm thôi. Tại vì công việc của em á thì chủ yếu là nó làm vào buổi tối. Em học ngành gì? Thì em học bên truyền thông. Nếu vậy thì trong trường hợp đó em có phương án B cho cái việc đó là công việc nó kéo dài đến 1-2 giờ đêm, thì giữa cái việc đi về với cái việc tá túc ở lại một nơi nào đó, thì em đã có phương án B cho việc tá túc và ở lại chưa? Dạ có. Có những hôm nếu mà trễ quá thì em cũng ở lại luôn. Thì đó là cách. Dạ. Rồi trong trường hợp buộc phải về, hoặc là mặc dù không cần đến đêm đâu mà mình hoàn toàn có thể bị tấn công, thế thì bây giờ cho chị hỏi là có cái gì được coi là vũ khí phòng thân của em không? Dạ không. Vậy tại sao mình không chuẩn bị? Thứ nhất, thời gian, công việc, địa điểm mình đi trước hết là nó phải an toàn. Trong trường hợp mà mình buộc phải xuất hiện ở những cái lúc thuộc không gian và thời gian không an toàn thì ai là người hỗ trợ mình? Mình phải trả lời câu đó. Trong trường hợp không có ai hết, vậy thì sự chuẩn bị về mặt thể chất của mình và công cụ của mình, em có thực hành hay chưa? Về mặt thể chất bao gồm hai nhóm. Một, em có đủ khỏe để đánh lại một ai đó tấn công em không? Bằng cách là em có giữ sức khỏe cho em không? Em có đi học võ tự vệ không? Được chưa? Mà nếu như không, vậy thì em có biết cách chạy không? Em có tập chạy và em có biết cách chạy để mình chạy thoát không? Trong lúc chạy thì mình có biết là mình chạy đi đâu không? Dĩ nhiên những cái này mình phải chuẩn bị. Còn mọi người nói chuẩn bị là một đằng, nhưng mà đến khi diễn ra nó là một nẻo. Nhưng quan trọng là chuẩn bị đi rồi mới biết cái nẻo mà nó diễn ra là nẻo nào. Trong trường hợp mà nếu như mọi sự chuẩn bị của mình nó đều bất lực, có nghĩa là mình thực sự bị tấn công, thì em làm sao? Nếu như mà là em thì chắc em sẽ cam chịu, rồi sau đó thì em sẽ đi tố cáo. À, thì được rồi. Thì lúc này cái tai nạn này nó cũng giống như cái việc là mình đi ra ngoài đường và bị đứa nào đó tự nhiên nó phang cái cây vô đầu mình chảy máu vậy thôi. Rồi mình đi băng bó rồi mình đi tố cáo. Đâu ai đánh giá phẩm hạnh em trong chuyện này. Có nghĩa là ở đây mình phải rất là tỉnh táo để tập trung vào bản chất của câu chuyện. Nó chỉ khác nhau về vùng bị tấn công thôi. Dạ. Em hiểu không? Dĩ nhiên là nó có những cái yếu tố liên quan. Ví dụ người ta sẽ luôn cho rằng là cô đó mà ăn mặc hổng hở hàng sao bị tấn công, hoặc là IQ đi về khuya làm chi rồi bị tấn công. Tức là cái kiểu lập luận của cái việc đó là gì? Tội thuộc về người bị hại. Nhưng mà khi mà sự thật nó không đúng thì em vẫn được bảo vệ thôi. Vậy thì về bản chất cái sự tấn công đó nó cũng như bao nhiêu sự tấn công thể chất khác, nó chỉ khác nhau ở cái chỗ bị tấn công và cái công cụ người ta đem ra người ta tấn công em, tức là vũ khí khác nhau thôi. Vậy thì việc của mình là gì? Tao kháng cự không được thì bây giờ tao chấp nhận là tao bị tổn thương, sau đó tao đi báo công an. Mà muốn báo công an thì phải có gì? Có chứng thương. Những người bị đánh vỡ đầu đồ là đi chứng nhận thương tích là bao nhiêu phần trăm ABCDEF. Nhưng một cái chướng ngại tâm lý của chúng ta khi mà chúng ta bị tấn công, bị xâm hại tình dục là gì? Là chúng ta lại quên mất rằng là mình cần phải có cái sự chứng thực trong thăm khám y khoa để mình xác định được rằng là cái vùng kín của mình vừa mới bị tấn công. Thì thông thường các bạn vì cái nỗi sợ mang yếu tố văn hóa và đạo đức, các bạn gần như không có làm cái bước này. Để rồi sau đó mọi cái sự tố cáo của mình có thể nó không có được vạch trần vì mình thiếu bằng chứng. Nhưng mà như chị nói á, cái điều quan trọng nhất ở đây là em thực sự nhìn lại cái quá khứ đó với một cái tâm trạng nhẹ nhàng. Còn cái câu chuyện mà phòng thân á, như nãy giờ chị nói, thì nó dành cho tất cả mọi người. Dù mọi người có quá khứ bị tổn thương hay không, trong chuyện này thì đều phải chuẩn bị. Em muốn gửi tới cái câu chuyện này á cho những bạn mà nếu có trong hoàn cảnh của em á, thì biết là bản thân mình nên làm gì để mình có thể vượt qua được nó. Chị cũng hy vọng rằng là những cái hồi đáp của chị nó cũng đủ chất liệu để các bạn ấy hiểu rằng là có những cái việc nào nó rất là cụ thể thôi, chứ nó cũng không có hề mơ hồ, mà các bạn ấy có thể thực hành được. Tuy nhiên có một cái góc nhìn nữa từ cái câu chuyện ngày hôm nay mà chúng ta cần phải nhìn ra trong vai trò là phụ huynh.
đó là phụ huynh thông thường hay định nghĩa những cái tình huống nguy hiểm mà các con gặp phải á, nó đặc thù lắm. Tức là theo phụ huynh là nó phải như thế này nè, kiểu như ở bên cạnh nhà mình phải có một ông là bợm nhậu, hoặc là nhà mình phải ở một cái nơi hẻo lánh, hoặc là mình phải vắng nhà lâu lắm kìa thì con mình nó mới có thể trở thành một nạn nhân của một cái vụ tấn công nào đó. Nhưng mà với câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng là cái người mang đến sự nguy hiểm cho các con có thể mọi lúc, mọi nơi, thời gian ngắn dài đều rất là linh hoạt. Và cần phải lưu ý điều này để mình có thể có sự cảnh giác tối đa. Và thêm một điều nữa là không chỉ có trẻ gái mới bị tấn công, mà các bạn trẻ trong cái hình thái sinh học là các bé trai cũng có thể là con mồi. Và đặc biệt một điều đừng quên rằng đó là cái sự thay đổi cảm xúc của các con á, nó luôn là cái điều mà phụ huynh phải rất là cẩn trọng để tìm hiểu. Trong khi theo cái thói quen thông thường, chúng ta vẫn hay nghĩ đơn giản rằng là cái sự dùng dằn của con, hoặc là một cái tâm trạng ủ rũ nào đó của các con, đó là những cái tâm trạng vô cớ, hoặc là sự không ngoan, hoặc là việc không hợp tác. Nhưng đôi khi cũng nên cẩn trọng để có thể thấy rằng là tất cả những cái biểu cảm này nó có được là bởi vì đứa trẻ vừa mới trải qua một cái sự việc nào đấy, nó vượt ngoài khả năng xử lý của các con. Và phụ huynh hãy kiên nhẫn, hãy tìm cách để có thể được hiểu chuyện đó là chuyện gì. Và cái điều cuối cùng mình cảm thấy nó thực sự báo động khi mà bạn ấy chia sẻ rằng lý do mà bạn ấy không kể cho mẹ nghe là bởi vì trong cái cách nuôi dạy mỗi ngày thì tất cả những cái chuyện nó không bình thường đều có thể trở thành những cái cảm xúc âm tính của người mẹ và biến thành trận đòn cho người con. Cũng như là cái việc mà chúng ta sợ hãi những cái sự đàm tiếu ở bên ngoài, mà đôi khi chúng ta quên mất rằng là con của mình đang được giúp đỡ. Thì hy vọng rằng các ông bố bà mẹ sẽ có một cái sự bình tĩnh trên hành trình làm cha mẹ để mình có thể cư xử đúng và phát hiện đúng vấn đề kịp lúc để có thể hỗ trợ cho con mình. Cảm ơn em vì đã có mặt ở đây. Chị mong rằng là sắp tới em sẽ từng bước thực hành được để tháo những cái nút thắt đó, từng chút một. Bây giờ mình đã làm được một chuyện rất tốt rồi, đó là chuyện của quá khứ. Mình đã hiểu nó là chuyện của quá khứ rồi. Những cái việc còn lại thì hy vọng là em sẽ bước qua nó đơn giản hơn. Và hãy thực sự lưu tâm về việc mình chia sẻ với mẹ, bởi vì nó không đơn thuần là câu chuyện kể lại một cái chấn thương đâu, mà nó còn là cái việc kết nối lại giữa em với mẹ nữa. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn Linh. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi vào mỗi tuần ở Ai Cũng Có Chuyện. Và chuyện tuần sau sẽ là chuyện gì và chuyện của ai thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi thêm một tuần nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúc quý vị khán giả có một đêm ngon nhất. Tự giới thiệu về những cái thông tin cá nhân của mình trước nha. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nè. Dạ, em xin chào anh chị. Em tên là Lê Quang Đọt. Em sinh năm 1993, quê em ở Quảng Ngãi. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Làm kỹ sư xây dựng mà mình làm ở đâu? Dạ chị, em mở công ty xây dựng làm ở Quảng Ngãi chị. À, là mình có công ty riêng luôn. Rồi, vậy thì là nếu mà chương trình ghi hình ở trong Sài Gòn em vẫn có thể vào được đúng không? Dạ đúng rồi chị, em có thể vô được. Cách đây vừa ngày em có vô Sài Gòn mà. Rồi, còn ví dụ như bây giờ chia sẻ về bản thân mình đi, Đạt, những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình ha. Dạ chị, điểm mạnh của em là hiền lành, đoàn hoàng, tử tế. Còn điểm yếu của em là người con trai tốt nên em rất nhót tân gứa. Rồi, còn gì nữa không? Có tật xấu gì không? Dạ không chị. Rồi trước giờ là em trải qua mấy mối tình rồi Đạt? Dạ chị, trước giờ em trải qua một mối tình rồi. Rồi, một mối tình nó quen bao lâu sao mà chia tay? Mình cứ chủ động chia sẻ nha, thấy thiếu gì chị sẽ hỏi thêm. Dạ chị, mối tình của em là em quen lúc em thời sinh viên, khoảng tầm 2 năm. Lúc đó em quen lúc em thời sinh viên ở Sài Gòn. Dạ khi em về quê khởi nghiệp thì lúc đó em với bạn em chia tay . Là chia tay bao lâu rồi em không quen ai? Dạ chị, em chia tay được 4 năm rồi chị. Là 4 năm nay cũng không có ai hết? Dạ đúng rồi.
Trời ơi, rồi bây giờ nếu mà tham gia chương trình thì mong muốn tìm một cô gái như thế nào để phù hợp với em? Dạ chị, mong muốn của em là em muốn tìm bạn gái ở cùng quê với em, cùng quê với em là ở Quảng Ngãi, hiền lành, dễ thương. Dạ. Nhưng mà bạn gái bắt buộc là phải ở ngoài Quảng Ngãi hay là người ta làm việc trong Sài Gòn đúng không em? Dạ chị, nói chung là em thích bạn gái cùng quê với em ở Quảng Ngãi, làm ở Sài Gòn thì cũng có thể về quê được ạ. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Tuổi tác, công việc của người ta làm sao? Dạ chị, về tuổi tác thì em muốn bạn của em là 93, 95, 97, 99 hoặc là 201. Còn nghề nghiệp thì em thích có bạn gái học hành đàng hoàng được rồi. Mấy cái tuổi này là em coi tuổi hả? Dạ. Là em tự coi hay là sao? Dạ chị, em tự coi, với lại em đi xem thầy thì mấy cái tuổi đó hợp với em. Em là sinh năm Trời, đi 93 xem á. thầy nữa hả? Dạ. Tự coi với để xem thầy luôn. Trời, may quá con. Nhưng mà có tuổi nào là phải kỹ với em không hay sao? Dạ, đúng rồi, rồi chị cũng, em tuổi Dậu thì cũng có một số tuổi kỷ với em. Tuổi kỵ là tuổi gì em? Dạ, tuổi kỵ, tuổi ngọ với một số tuổi nữa em không nhớ, nhưng mà mấy tuổi đó nó hợp với em. Còn em hợp tuổi nhất là sinh năm 97 chị. Tuổi Dậu tí xíu là tôi không hợp. Dạ. Rồi, em làm công ty xây dựng là công ty này là em tự làm mình hay có hùn vốn với ai không? Dạ chị, hồi trước thì em có góp cổ phần vô, còn mà hiện tại là bây giờ em làm một mình chị. Em là cao bao nhiêu á Dạ em cao 1m6 à. Đạt? 56 nặng nhiêu ký? Dạ em nặng 57 kg à. Rồi ok, cảm ơn Đạt ha. Thì hôm nay buổi cast đầu tiên thôi. Nếu mà em được chọn cũng như là có người phù hợp á thì chương trình sẽ có biên tập trao đổi kỹ thêm với em nha. Dạ chị. Rồi ok, cảm ơn em. Mình cast xong rồi Đạt. Dạ. Bấm nút đỏ thoát cuộc gọi giúp chị ha. Dạ, rồi chị. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu luôn ha, giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Thì mình tên là Thắng, mình sinh năm 1985. Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Mình tốt nghiệp mà đại học thì Đại học Thương mại tại Hà Nội và mình làm hết cao học tại Anh. Được 13 năm rồi. Hiện giờ thì mình đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình vào đây một mình thôi và vẫn 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 độc thân nhé, chưa chưa vợ. ý là cũng 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 chưa có gì đâu, đâm ra là mình cũng sẽ tìm một người nôm na là sẽ cũng ở một cái status giống mình. Nhưng mà là anh Thắng là gia đình mình là đang ở đâu anh? Ở Hà Nội luôn hả? Bố mẹ mình vẫn ở Hà Nội. Nhưng mà anh vào Sài Gòn được lâu chưa? Mình vào được đến giờ là hơn 2 năm rồi, tháng 2 2021. Vào Sài Gòn được hả? Lý do vì sao anh lại chuyển vào Sài Gòn? Muốn chủ yếu là muốn thay đổi môi trường thôi, bởi vì nói chung là ở Hà Nội cũng hơi ngột ngạt với bản thân mình và mình muốn tìm kiếm những cái thử thách mới. Dạ rồi. Vậy thì là hiện tại công việc cụ thể của mình là gì anh? Hiện giờ thì mình đang làm trưởng phòng kênh partnership, kết nối đối tác của một công ty về trung gian thanh toán fintech, kiểu như dạng cổng thanh toán ví điện tử ấy. Dạ rồi, ok. Anh chia sẻ một xíu về bản thân mình đi anh Thắng. Ví dụ như là tính cách của mình thế nào, điểm mạnh, điểm yếu ra sao ha? Về tính cách thì nói chung là mình là một người rất hoạt ngôn, sôi nổi, chuyên, nói chung là mình sẽ làm tất cả những cái công việc thường từ xưa đến giờ ấy, thì chủ yếu trong về mảng mảng sale, mảng fun, tức là những công việc nó thiên về hướng ngoại nhiều hơn và cần sử dụng các kỹ năng giao tiếp cũng như là các cái kỹ năng mềm trong công việc cuộc sống. Mình cũng là một người mà có nghề tay trái là MC, đâm ra là tất cả những cái buổi mà kiểu của công ty, của lớp, họp lớp từ cấp 2, cấp 3 đại học cho đến tất cả các event của công ty thì mình sẽ là người organizer của những cái buổi đó. Sở thích thì nhiều lắm, mà
bởi vì ham chơi mà đâm ra thích nhiều lắm. Thích rất thích thể thao và chơi rất nhiều môn thể thao. Thích ảo thuật, thích đi du lịch, thì chắc ai cũng thích. Thích kiếm tiền. Nói chung là những cái sở thích đấy thì khá chung chung, nhưng mà mình trong những cái đấy thì mình thích thể thao nhất và chơi rất nhiều môn. Và mình rất thích tụ tập bạn bè đông người, hay là người kiểu tổ chức offline công ty, hay là bạn bè thích uống. Uống thì nó cũng sẽ có nhiều kiểu uống, thì cái đấy cũng là một cái văn hóa. Khi mà mình vào Sài Gòn mình tham gia khá nhiều. Gặp nói chung là mình là một người rất năng động và thường nói nhiều. Đâm ra là cũng có nhiều con gái không thích cái điều đấy đó, nhưng mà có nhiều bạn lại rất thích một người chủ động và nói nhiều, thì đâu đó mình cũng sẽ tìm một người mà nó có thể matching được cái đấy với bản thân mình. Và nhưng mà trước đây là anh Thắng là mình trải qua được mấy mối tình, rồi quen bao lâu sao mà lại chia tay? Ở hai lần, mỗi lần đều 5 năm. Ôi trời ơi. chính vì thế đâm ra là mới khó đấy. 5 năm là cũng lâu, sao mà lại chia tay mà đúng hai mối tình đều 5 năm? Một cái 4 năm rưỡi, một cái 5 năm. thì cái đầu tiên thì là bạn ấy đi nước ngoài 1 năm. Xong rồi sang đấy thì cũng có người thứ ba xen vào thì là cũng chẳng phù hợp để tiếp tục nữa. Xong rồi đến cái mối tình gần nhất thì đấy là lý do mà lúc nãy bạn hỏi là tại sao vào Sài Gòn, thì nó cũng khoảng tầm 70% là vì lý do đấy. Là ở Hà Nội kiểu gì cũng gặp nhau suốt ngày mà đâm ra là vào Sài Gòn thì không gặp nữa. và từ lúc đó đến giờ thì cũng không có cái gì đặc biệt cả, và không có một cái mối quan hệ nào mà nó thực sự xác định được và nghiêm túc cả. Rồi vậy thì bây giờ cái tiêu chí đầu tiên mà anh chọn cái người phù hợp á, đối với mình á, thì anh quan trọng điều gì nhất? Mình quan trọng cái là nói gọi sao nhỉ, gọi là môn đăng hộ đối đi cũng được. Hoặc là nói chung là, tức là mình nói chung là ở xem về về gọi là tạm dùng từ level đi. Mặc dù nó chưa sát nghĩa lắm, nhưng mà tức là mình cũng muốn bạn ý ra gia đình, học hành, công việc không cần bằng mình, hơn mình thì thôi càng tốt, nhưng mà tôi kiểu phải xem ví dụ như mình 7-8 điểm thì họ cũng phải 5-6 điểm, ví dụ thế. Không thể là mình 8 họ 3 được thì rồi ok. Cái này chấm điểm là anh tự chấm, nhưng bây giờ bọn em sẽ là người tìm bạn gái cho anh nè. Anh đưa ra những cái tiêu chí cụ thể thì bọn em mới biết được. Rồi bây giờ là ngoại hình cô đấy như thế nào, tuổi tác làm sao, công việc anh thích những công việc gì, quê quán cô này ở đâu, đó. À rồi ok, tuổi tác thì mình không quan trọng lắm. Nhưng mà phải chưa cưới bao giờ. Chưa từng kết hôn. Rồi cái đấy là cái tiêu chí bắt buộc. Quê quán thì nói thực sự là cũng không quan trọng lắm. Quan trọng có hợp hay không thôi, nhưng mình ưu tiên con gái Bắc. Công việc thì là dân văn phòng. Tuổi nói rồi nhỉ, nếu mà tuổi anh cũng phải nói chi tiết cho bọn em á, anh cứ nói là không quan trọng, bây giờ anh chấp nhận là tầm tuổi anh trở xuống, hoặc là nhỏ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn như thế nào á. Rồi ok, thế thì nó rơi vào khoảng tầm từ 85 cho đến 1997. Rồi ok, còn yêu cầu gì nữa không anh? Bạn vừa hỏi những cái gì nhờ, về công việc thì đấy mình cũng chia sẻ rồi, dân văn phòng ưu tiên là bạn. Nhưng mà bây giờ là ví dụ cô gái đang ở Hà Nội hay ở Sài Gòn chung với anh hay như thế nào? Không vấn đề luôn, không vấn đề luôn, có thể yêu xa được luôn. Nếu mà ở Hà Nội mình sẽ chuyển công tác được, nếu mà thực sự là cảm thấy phù hợp. Rồi ok, anh còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không? Đặc biệt nữa là nếu mà là một cô gái đã từng đi du học thì càng tốt. Đã từng du học thì càng tốt. Rồi còn gì nữa không anh? Nhưng mà cho em hỏi nè, ví dụ như em thấy là anh chuyển môi trường vào đây rồi, công việc trong công ty này kia, không cô nào đáp ứng được tiêu chí của anh hả? Không luôn.
Trời ơi, công ty bao nhiêu người mà không ai đáp đủ tiêu chí luôn. Bởi vì sao, thực ra lại còn một cái phụ nữa, bởi vì là mình cũng quan trọng hình thức thì À. cái đấy cũng quan trọng. Là như nào, hình thức là phải xinh như hoa hậu hay xinh như Không, diễn trời viên nào? ơi, không không cần phải sinh hoa hậu, cần tôi nhìn thôi. Bởi vì cái ấn tượng ban đầu ấy, first impression của mình với một người con gái khác thì sẽ là cái đó. Ừ. Rồi, anh Thắng là mình cao bao nhiêu anh? Mình cao 1m75. Dạ rồi. 1m75. Ok, anh còn yêu cầu gì nữa không về cái mẫu bạn gái? Cũng là một người chủ động, năng động, nhanh nhẹn. Không quá phụ thuộc vào người đàn ông. Dạ rồi, Phụ thuộc ở ok. đây không phải là vì chuyện tài chính nhé, mà phụ thuộc vào tất cả những cái khác trong cuộc sống. Ví dụ như là việc việc ra một quyết định này, việc đơn giản là mình cũng có tiếp xúc những người ấy, là hỏi ví dụ như là hẹn hò đi ăn ấy, bảo là đi ăn gì thì đi ăn gì cũng được, anh quyết đi chẳng hạn, thì mình không thích những người như vậy. Rồi, ok, cảm ơn anh Thắng ha. Hôm nay chỉ là cái Ok. buổi làm quen đầu tiên thôi. Còn nếu như mà có cô gái phù hợp á, thì sẽ có một biên tập trao đổi kỹ thêm với anh ha. Và Ok. khi mà có người rồi thì chương trình sẽ báo cho mình cái lịch ghi hình sớm nhất để mình sắp xếp tham gia nha anh. Ok. Thì sẽ có biên tập, những biên tập khác và người của ekip thôi ha. Thì Rồi. bây giờ mình vui lòng mình giới thiệu trước họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình đi ạ. À, mình là Hồ Đình Toại, sinh năm 1989 ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Công việc của mình là sửa chữa ô tô. À, là mình sửa chữa ở nhà hay là cho tiệm hay Ở như thế nào ạ? gara Ở gara, gara của người ta, mình làm thuê hay sao? thì mình cũng có cổ phần thì chúng làm ăn với người ta ở cùng làm mà chúng trước. Cùng làm, coi như cũng làm chủ đó đúng không? Chủ Giống ấy như không công thì ty cổ chủ phần vậy đó đúng ừ không? thế thì bỏ tiền vô anh em làm cả cùng làm được, nói chung là cũng thờ sẽ ô tô. Ừ. Rồi, bây giờ ở cái chương trình mình quay ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có vào được không ạ? Thế thì chương trình sắp xếp thời gian vẫn vào được chưa nào? Rồi, ok. Anh Toại đúng không? Rồi, Đúng bây giờ rồi. Toại giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình đi ạ. Thì mày nhìn yếu. Nói chung là mình thì ít nói. Dân kỹ thuật nữa thì cũng hơi khô khan, khả năng tán gái thì nó cũng hơi kém. Các bạn đi người thì chất phác thật tha rồi đó, mà ít nói cũng hay yêu thì cũng khó tán gái rồi đó. Còn mày Rồi, kết cũng biết cấu là mày gì? cái Ừ, gì cả. mình chủ động mình chia sẻ. Ừ. Thì cũng muốn tìm một bạn gái cũng nhiều tuổi rồi, năm nay anh 35 tuổi rồi, thì cũng cái đường tình duyên thì cũng có yếu, mình cố mà yếu cô nào cô đó đi lấy chồng à, Ừ. thì cũng cái điểm là cô nào cả thì đó, còn yêu cô nào cô đó đi lấy chồng. Nhưng mà giờ thì nhiều tuổi thì giờ thì tâm nói gọi là đi tán gái như thanh niên thì nó không có nữa nữa, kiểu sống thực tế với thực dụng hơn, hay là mình ít nói thôi, khả năng tán gái nó được cho tốt lắm. Ừ. Rồi. Rồi lý do làm sao mình không tìm được bạn gái mà mình phải tham gia chương trình? Thì là công việc về là đều thì công việc mình cũng hơi nhiều thời gian tí, thì cũng phải như cái tạ ngày làm tạo để mình làm rồi, đôi khi đêm hôm có công việc gì thì mình đi, hay là môi trường mình nhà thì hướng sớm, nhưng mình làm ở ở Kỳ Anh thì là khoảng cách là ngoài 120 cái là về nhà được, thì mình ở đi xưởng. Nhưng mà cái công việc thu nhập rồi điều kiện của mình giờ là đã ổn định chưa? Công việc thì ổn định thì chả gì ổn định cả, thực Không, tế ví dụ thì như giờ cưới vợ về rồi ở đâu, mình có nhà riêng không hay ở chung ba mẹ rồi kinh tế thì đây đây sao? Ừ. mình thì ở bá mất thì nhỏ, mình ở với mẹ hơi nhỏ dưa thôi, chỉ có mỗi mẹ với mình thôi, nhà thì mình mới xây xong Ừ. đấy, nhà cũng nhỏ nhỏ rồi thôi.
8 m² cái đó mình chơi trên nhà, ở dưới này mình chỗ làm mình ở xưởng thì chắc mỗi mẹ ở nhà trên đấy. Vậy là phải làm dâu đó ha. Công Ờ. ty Rồi. thì đó. Rồi ok, bây giờ muốn tìm một cái người như thế nào, mình chia sẻ ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn ạ. Cái quả nước tề thì gần thì nó tốt hơn, còn lại thì công việc thì nói chung là có công việc là được, ngoại hình thì bình thường là được. Rồi quê quán ở đâu? Còn Mình thích người ở đâu ạ? thích cái nồi thích người ở đâu thì cũng được cả, nhưng mà ý mình là gần thì tốt hơn thôi, gần thì nó cũng dễ hơn. Có không thích người vùng miền nào không? Không, mình nó vùng miền nào cũng được, chỉ là ưu tiên người nào gần nhà hơn thì nó đi lại nó dễ hơn, nội ngoại nó dễ hơn Rồi. thôi. Còn Bây giờ tại là cao bao nhiêu? cao 1m59, Ừ. Rồi thích bạn gái ca ngoại hình như thế nào? bạn gái thì làm sao với mình là được. Rồi ok. Ok, nếu mà được chọn thì chương trình sẽ liên lạc rồi sẽ trao đổi thêm ha. Mình sắp xếp để mình vào thành phố mình ghi hình nếu như được chọn nha. À thế Xong là rồi có đó. điều kiện như thế nào để được chọn không nhỉ? Hay sao? À, ngày hôm nay thì mình cast cái này là cái chỉ là cái vòng giống như sơ tuyển vậy đó, cái vòng đầu tiên thôi. Có rất là nhiều biên tập đang nghe bạn nói. Thì xong chúng tôi sẽ gọi là cân nhắc giống như cho điểm từng bạn vậy đó, và sẽ xem bạn nào sẽ được chọn vào vòng trong, và nó sẽ tổng hợp nhiều cái tiêu chí, ví dụ câu chuyện của bạn hấp dẫn không, độ mạnh dạn của bạn về cách bạn nói chuyện để bạn lên sân khấu được không. Thường là nhân vật mà chủ động một chút, bạn chủ động bạn chia sẻ đó thì được chọn thôi ha. Dạ. Bạn còn muốn chia sẻ gì thêm không ạ? Anh Toại hình như trước Yeah. đây mình đã từng tham gia cast rồi đúng không? Chưa tham gia Chưa hả? hả? Đây là lần đầu tiên đúng không? Còn năm ngoái mình có gửi 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 một lần mới nghe rồi, chỉ là mình mới gửi lại, nhưng mấy hôm trước mình mới gửi gửi, gửi mail lại thôi. Ừ, rồi ok. Vậy thì phải đợi có người phù hợp thì chương trình mới thông báo được với mình ha. Rồi, ok. Dạ rồi, cảm ơn anh quá về công việc của mình nha. Vâng. Em là Nguyễn Đức Lâm nhé, ở Gia Lâm, Hà Nội. Em là nhân viên Gia Lâm, Hà Nội. Ừ. Việc em đang làm kỹ thuật viên điện tử cho công ty quốc gia. Mình cố gắng nói to một xíu nha, giọng mình hơi nhỏ. Lâm là mình sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1989. À rồi, sinh năm 1989. Hà Nội là mình kỹ thuật viên, cụ thể là mình làm cái gì? Em sửa mạch điện tử. Điện tử hả? Vâng. Ờ à, rồi nếu mà chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình có vào tham gia được không? Em muốn chương trình giúp đỡ một số cái điều kiện nhỏ, mong chương trình, em nghĩ là trong tầm tay của chương trình, tức nghĩa là nếu mà có tìm được bạn như thế thì em sẽ bay vào được, cố gắng sắp xếp mọi thứ để bay vào. Thế là Rồi. thứ nhất là em mong một bạn gái là sinh năm 1994 hoặc là 88 hoặc 2K4. Là mình coi tuổi hay như thế nào? Bởi vì em mong là có một người con gái rồi, kể cả có một đứa con rồi cũng được, đổ vỡ rồi cũng được, nhưng mà miễn phải trong 3 tuổi đấy. Là có nghĩa là nếu mà chương trình có một cô gái phù hợp với tiêu chí này đầu tiên của mình đó, thì mình vẫn có thể sắp xếp bay vào được đúng không? Bởi vì đỡ mất thời gian của hai bên thì em cứ nói luôn là như thế, còn làm gì không quan trọng, quan trọng là tuân thủ, còn đừng đừng nghe bố mẹ quá. Nghe, bởi vì em xem chương trình nhiều năm nhiều tháng rồi, em một trường hợp, một số trường hợp chứ không phải một trường hợp, một số trường hợp lên kể cả con trai con gái đến thời này rồi vẫn còn phải phụ thuộc bố mẹ rồi, là trò cười của thiên hạ, nên là mong thấy chương trình nó có cái kết đẹp.
Ừ, rồi ok. Rồi bây giờ để mình nói về bản thân mình trước đi, để chương trình sẽ hiểu về mình một xíu ha. Sau đó là mình sẽ nói về những cái tình trường trước đây của mình như thế nào. Thì bây giờ mình có những cái đặc điểm tính cách nổi bật ra sao ha? Điểm mạnh điểm yếu cụ thể của mình là gì? Tính cách thì lo cho gia đình không? Em Ừ. thì ngày xưa thì sinh ra trong hoàn cảnh cơ bản, gia đình cơ bản thì em có khả năng đứng mũi chịu sào, lo cho gia Ừ. đình, lo được cho vợ con. Ừ. Hiện tại em vẫn đang lo cho gia đình, tuy lương Ừ. biết ăn biết tiêu thì vẫn cuộc sống vẫn ổn. Ừ. Thứ hai là luôn có cách giải quyết trong bất cứ trường hợp gì nào. Đó là đều có nghĩ ra cách giải quyết thế thôi, kể cả Ừ. các cụ cố đấy. Ừ. Còn cũng yêu ca hát, yêu ca hát. Nói chung là kể đến chương trình em hát mấy bài được, nhưng mà bây giờ có tuổi chắc là ít hát hơn ngày xưa. Ừ, rồi hát thử một đoạn nghe luôn đi Lâm ơi. Bài gì Bài gì ạ? mà mình bài tủ mày ruột mày thích nhất á? Cần gì thích nhất đâu chị, thì Ừ. tầm nếu mà như không có nhạc thì hát bình thường bolero nhỉ. Rồi, ok hát luôn. Bài gì ngẫu hứng bolero của Đàm Vĩnh Hưng nhỉ? Đấy, và tên của nó là ngẫu hứng bolero luôn. Alo, chị nghe rõ không ạ? Ok chị đang nghe nha. Vâng. Qua cơn mê yêu người là như thế đó, thu sau tôi vẫn cô đơn, giận hờn nào suốt đêm mưa bụi. Nói chung em cứ hồi hộp bên Lào, bình thường em hát hay là ok lắm, nói chuyện tự dưng nó cảm giác có người đang lắng nghe chờ đợi mình, kiểu tép tép chương trình này là nó hơi hồi hộp. Ừ. Rồi, trước đây thì chuyện tình trường của mình thì như thế nào? Tình trường thì đẹp nhất vẫn là tình đầu, tình đầu. Ừ. Bây giờ hai bạn kiểu như là không không đến được với nhau, đều là con một, đâm ra là thành chia tay. Và em Ừ. nói thẳng luôn trên ở đây luôn là em đã từng một lần đò rồi, Ừ. đối phương là như thế đấy. Rồi vậy thì mình chia sẻ cái lần mà mình đã kết hôn á và ở với nhau bao lâu, lý do vì sao mà mình ly hôn ha. Đấy, ly hôn thì nếu mà như vào đi xem tuổi mà không hợp, còn theo đạo Phật thì bảo là do duyên nợ, hết duyên hết nợ, chứ còn em cũng không tệ lạc xã hội, không nghiện ngập, không thuốc thang gì đấy, Ừ. lá luôn đấy. Ừ. Câu chuyện thì nắm cái nó ôi trời ơi lắm, nó chả có đâu ở đâu, tự dưng Ừ. tóm lại là lấy nhà nào bố mẹ vợ tâm lý tí thì là tìm cái ví dụ nhà nào thì thôi, làm gì nhân vô thập toàn, không ai 10 phần vẹn 10. Thì Ừ. thế Nhưng mà ra mình kết hôn mình về ở với nhau được bao lâu? dạ em được 9 tháng 8 tháng Ờ. rồi. Ở được 9 tháng mà đã có con gì chưa? Con ở với mẹ. Vâng. Là kết hôn 9 tháng xong rồi là ly hôn. Vâng, con ở với mẹ. Là con của mình bao nhiêu tuổi? Con của em khoảng 2 tuổi, hơn 2 tuổi. 2 tuổi đang ở với mẹ. Nhưng mà rồi là có nghĩa là cưới về xong là có bầu luôn chưa? Chưa, cưới xong bắt đầu mới có bầu. À, là vừa mới cấn bầu là bắt đầu ly hôn hay sao? Có nghĩa là đẻ xong mới ly hôn. À, ủa ở với nhau 9 tháng mà sao đẻ xong mới ly hôn vậy? Tính ra mình ở với nhau phải lâu hơn chứ. Đáng, tức nghĩa là về thì bắt đầu về chậm tháng đầu, tức là mới cưới thì vẫn về, lúc mà về cái là chậm cái bầu luôn, là bắt đầu đẻ là ly hôn luôn. Đẻ được 19 ngày tự dưng bạn ấy chỉ mất lòng một câu nói nhỏ, không chửi không mắng. Em hứa danh dự luôn là em không chửi không đánh vợ, mất lòng một câu dục tốc bất đạt. Thế là cứ câu cây cà ra cây muống, tự dưng bà ấy hiềm khích trong lòng, bà xui con về. Thế là về sau là nhiều cái tình tiết nó không thể quay để về sau, nó sinh ra nhiều cái hệ lụy, tình tiết nó không thể quay trở lại nữa. Thì có cái số thì thôi chấp nhận, em buồn chứ không phải không, nên Ừ. trân trọng những người trân trọng mình, còn những người không trân trọng mình thì không thể nào em tiếp tục được, bởi vì lúc đấy em không bằng cả oxy, không bằng cả kẻ, nên là em phải thôi, em không đến nữa.
Em ở nhà em mà cảm giác lúc đấy như đi ở rẻ nên là thôi, đó cũng là một cái duyên nợ từ kiếp trước. Nên là để mà nói miên man thì nó dài lắm, thôi chương trình cứ vào cái vấn đề chính để nói em đi. Alo. Alo. Chị nhiều tuổi như bạn. Chào Diễm Quỳnh nhé. Chào Đào Thị. Chào mấy bạn đang vào xem cuộc gọi nhé. Chào mấy bạn gái vào xem cuộc gọi. Tưởng là mấy bạn. À, toàn ba biên tập em tưởng là mấy bạn đợi lần lượt. Hình như con trai là vào nhiều hơn con gái, trai bây giờ là ế vợ nhiều. Rồi Yên ơi, còn hỏi thêm gì không Yên ơi? Dạ không chị ơi. Dạ Ừ rồi ok, vậy thì chắc mình cắt xong rồi, có gì mình đợi thông tin từ chương trình ha anh Lâm ha. vâng, ok chị. Dạ rồi, cảm ơn anh Lâm ạ.